Hãy cho tôi một đá đổ và tôi sẽ ăn cả thế giới này. Lâu lắm luôn rồi bé không có được ăn ngon. Cho nên là hôm nay em trai cục vàng của tôi đã dắt tôi đi ăn lẩu nướng BBQ. Trời ơi, ăn hai thứ luôn nha mọi người. Chỗ chị em tôi hôm nay đi là ăn được Food Hot Pot and BBQ chi nhánh Nguyễn Tri Phương. Sao không? Ở đây vui lắm, thứ hai mỗi tuần á, vào lúc 11 giờ trưa tới 4 giờ chiều sẽ giảm giá 20%. Cũng cùng khung giờ đó luôn, nhưng mà từ thứ hai tới thứ sáu nếu như đi 4 người chỉ tính tiền 3 người thôi. Còn này là em gái của tôi nè mọi người. Ý ơi, bữa nay ăn thả ga ăn tét nắc luôn nha, em trả tiền. Khi ăn đồ nướng với lại lẩu lần nào em tôi cũng pha sốt cho tôi hết á mọi người. Trời ơi, em tôi pha sốt cực kỳ là ngon luôn á nha. Còn này là gà chiên nè, mình chấm cùng với lại tương ớt ăn vô là bá chí bò chí. Hôm nay thì mình đã chảo nước lẩu collagen và lẩu chua cay nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ cho thiệt là nhiều rau, sau đó mình sẽ cho thịt vô nè. Trời ơi, ở trong cái lúc mà đã lẩu xong thì mình làm gì đây ta? Mình nướng thịt chứ làm gì? Chưa bao giờ mà ăn đồ nướng với lại lẩu lại trở nên dễ dàng như thế. Ở đây mình sẽ nướng thịt ở trên giấy nến như vậy nè, nó sẽ tách dầu và không có dễ bị cháy đen miếng thịt. Trời ơi, cho nên tôi thích lắm luôn á. Lẩu không thể nào quên ăn hải sản và nấm, phải cho thiệt là nhiều nấm. Lẩu collagen bên này rất là thanh, còn đặc biệt là lẩu chua cay bên này thì nó rất là đậm đà nha mọi người ơi. Mình sẽ chấm thiệt là nhiều thịt vào trong sốt nè. Đây là cái nồi lẩu hoành tráng của chị em tôi. Có cải tôm rang phích và cua nữa nha mọi người. Cậu này là bạch tuộc. Mấy em bạch tuộc yêu dấu của đồng chị, tôi có một tình yêu đặc biệt đối với bạch tuộc mọi người biết mà. Ăn thiệt là nhiều tôm, mình nhúng miếng thịt bò. Thịt bò ta nói hả, nó vừa mềm và nó vừa theo sốt thịt. Chỉ mà mình đây là 533 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 10 nha. Bây giờ mình sẽ xuống ăn tráng miệng nè. À quên, banana cotta ở đây là cực kỳ là thơm béo và rất là ngon. Ăn ngon ta nói I love you bạch bạch luôn. Đang lẩu mọi người ơi. Đây là chuỗi nhà hàng hệ thống lẩu phân quá. Đầu tiên là phải uống một ly nước cái đã. Ta-da, tôi đi pha nước chấm này. Tôi sẽ lấy thiệt là nhiều xì dầu, thêm mè rang và tỏi phi cho thơm. Sau đó lẩu thêm hai muỗng cuối ớt. Cùng là cho một tí xíu dầu mè. Ây da, còn đây là cái nướng thịt hông khói của tôi nè. Đây là cách mà người ta tạo ra nó. Sau khi đã set up nguyên một bàn đồ ăn và chụp xong thì tôi sẽ quay cho mọi người xem nha. Trời ơi, chụp hình xong tôi quá trời mệt luôn. Tôi quên quay menu luôn. Mấy em ơi, vô nào lẩu chơi với chị nha mấy em ơi. Cái gì rồi, rau củ ơi, thịt bò nè, nhúng xuống đi em. Đi ăn lẩu không thể nào thiếu được tàu hủ kỳ nha. Mà ta nói tàu hủ kỳ là phải ăn miếng thật to, chấm lại cái xì dầu chua chua giấm giấm của tôi, thêm miếng thịt bò nữa em ơi. Tụi ơi, sao mà em nhỏ xíu vậy? Thêm miếng bò phải gấp cái đũa thật là to. Ăn thêm một đũa nữa nè, chấm đi trong cái xì dầu bá cái bò chén. No quá trời luôn á, bây giờ tôi đi lấy kem. Ở trong này có tới mười mấy vị lận á mọi người, nhưng mà tôi chọn vị cookie Oreo cực kỳ là thơm ngon. Mấy heo nhập tôi nữa rồi mấy má ơi. Tôi đi Hot Pot Story ăn lẩu buffet. Ăn lẩu buffet gọi bao nhiêu cũng được, ăn là phê lòi luôn á. Món khai vị của tôi là ba em tôm này á, chị sẽ nhuộm màu cho quay xương xương cái bàn lẩu của tôi cho mấy bà coi nha. Món gì cũng có, đặc biệt là tôi rất là thích mấy em bánh bao nhím nha. Đi tới đâu mà thấy mấy em bánh bao nhím này tôi cũng giống như chích thèm vậy. Thích cái gì như nào cho chị? Trời ơi, chị thích quá đi. Tôi điệu điệu sao mọi người, tôi kêu nó bỏ rau vô mà nó gấp từ từ để rớt tùm lum từ luôn. Cái ào vô hết nồi lẩu luôn đi cho đòi đỡ mất công.